Sau một tuần chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đến rồi các bạn ạ. Thời cơ đến rồi các bạn ơi. Các bạn có đi lượn hết cái cửa hàng thời trang thì cũng không bao giờ thấy cái bộ đồ đấy đâu các bạn ơi. Bây giờ lại bán được kim cương các bạn ạ. Mình thật sự là không hiểu đợt này game nghĩ gì luôn á. Cái này là ngày đầu cũng như ngày cuối á. Có khả năng cao là nó sẽ không bao giờ bán lại cái kiểu trường hợp này đâu. À ha, hello mọi người. Sun nè. Chào em nha. Ấy hôm nay làm nhiệm vụ mà mình không để ý luôn là trong này có nhiệm vụ này kiếm được quá trời tiền các bạn ạ. Trời ơi, xem video anh Toàn thì mình mới biết. Nè, chỗ nhiệm vụ chỗ Kurumi nè, tận 200 luôn mà mình x3 lên được 600 lận các bạn ạ. Để mình nhận cái nha. Ủa? Khoan, bị xem quảng cáo mất tiêu rồi. Ảo thật đấy. Nói cho các bạn nghe, các bạn thấy có cái gì lạ lạ ở trên đầu mình không? Ừ, nó đó. Ừ, các bạn thấy chưa? Mình chính thức hết thân tím rồi các bạn ạ. Trời đất ơi, sao nhìn mà nó buồn. Bạn đã thiếu chứ. Là mình đi làm nhiệm vụ mà kiếm ít tiền cũng hoang mang luôn mà. Bữa giờ cứ xài tên tím quen các bạn ạ. Dạo này mà cứ phải dính quảng cáo một cái là mình buồn lắm. Thôi thì sẵn đây mình cũng phải mua thôi các bạn ơi. Tại vì dịp này một tháng cũng có một lần các bạn ạ. Với các bạn thì chắc cái gói này có vẻ là cũng quen lắm rồi. Nhưng mà thôi, cái này mỗi lần mình unbox là mình cũng thấy kiểu có một cảm giác nó vui vui các bạn ạ. Nên là mình quyết định là mình sẽ quay luôn cho các bạn coi nha. Mặc dù là các bạn biết hết tính năng của cái gói này rồi đó. Nào, các bạn biết chưa? Ai mà biết được. Mình biết thế nào các bạn cũng nói như thế mà. Nên bây giờ mình sẽ unbox cho các bạn coi nè. Đây. Ôi, gói thành viên Plus. Ừ, là cái gói tím đó các bạn. Thôi, khỏi làm vòng đi. Nhận nè. Ôi, 20 kim cương đó luôn. Quá hời luôn các bạn ơi. Nhưng mà cũng mất hơn 100.000 á. Thì thật ra cái clip này là mình muốn sắm khá là nhiều thứ luôn các bạn ơi. Kiểu đồ mới này hay là cái món gì mới á. Để cho các bạn xem đỡ bị chán. Cơ mà cửa hàng thì đợt này có cái gói gấu trúc mới là mới nhất rồi. Mà chưa có cái gói kim cương nào hết các bạn ạ. Nên là hôm nay mình chưa có sắm được cái gì luôn á. Buồn ghê. Tiền thì đợt này mình không có rồi các bạn ạ. Ui khoan, ui có con ếch kìa. Ui vật đâu. Ừ cái này luôn đi. Ấy, từ. Con ếch gì, con này ếch gì mình quên tiêu rồi. Trời ơi, nó nhảy giữa luôn các bạn ạ. Nó nhảy tít ra đây rồi nè. Ấy, đừng có xuống dưới. Lên đây đi trời. Lên đây. Trời ơi, chịu rồi. Chạy đâu cho hết nắng nè. Ếch mỗi tên độc cầu vồng. Ô, con này mình chưa có các bạn ơi. Bảo sao, thế là lạ. Thì mình đang nói dở cái vụ sắm đồ á. Thì đợt này mình nghĩ là nếu như bây giờ mà cứ đi sắm đồ không như thế này, mà sắm đồ bằng tiền thì mình đã kêu là không có rồi. Thì chỉ có kim cương thì mới có thôi. Nên lần này mình đã quyết định là mình sẽ đập cái ống heo của mình ra để mình kiếm mấy cái gói kim cương nữa nha các bạn. Nói chứ không tiếc lắm ấy nha, đừng kêu là tôi không tiếc. Nhưng mà mình nghĩ sao thì mấy cái bộ đồ kim cương đó ra chắc cũng rẻ hơn so với mình mua tiền mà. Nên là sau khoảng thời gian đắn đo thì mình quyết định là mình cũng nạp thật các bạn ạ. Lần này không có giỡn nha. Mời đến. Rồi mua thì cũng đã mua rồi, mình sẽ unbox luôn cho các bạn coi nha. Gói đầu tiên nè, 60 kim cương. Rồi, cái món này là cái món gì đầu VIP quên tên rồi nè. Bạch tuộc ngây thơ là cái mũ các bạn ạ. Rồi là hết mất tiêu rồi đó. Ừ, có hai món đấy thôi với cái gói kia thôi à. Rồi tiếp theo nè, hơn 300 đá quý nữa nha. Rồi với cái này là quả trứng thỏ đúng không ta? Hình như thế. Ừ đúng rồi. Một quả trứng gâu gâu nữa nè. Thêm một quả trứng meo meo nữa. Ấy, ba quả luôn. Thì mình sẽ tích sắt kim cương ở đây các bạn ạ. Khi nào mà ra cái gói nào nó đặc biệt một xíu cái là mình bao vô mình mua, mình làm clip cho bạn coi liền. Còn giờ qua chặt kéo mini game cái nha. Để xem hôm nay là ai nào. Bước 1 hoàn thành. Bước 2 thi 1427. Bước 3 tên pet là Vun. Cho em pet bóng tối nha. Chúc anh một ngày vui vẻ. Ok luôn. Trùng hợp bên này là mình đang có một bé pet bóng tối nè. Mình sẽ đặt tên luôn nha. Tinh linh bóng tối đổi thành Vun nè. Lưu luôn nha. Anh đặt bán ở đây nha. Ok, tiếp tục cho em lên TV nữa nè. Wow, bộ đồ hồng xinh quá trời luôn. Ôi, bên cạnh có cả bé gấu trúc nữa nè. Cute dã man luôn á. Ghi cho em luôn nha. Chúc em có một ngày vui vẻ. Ok, như vậy là xong rồi. Nếu như các bạn muốn được lên TV thì đừng quên xem video, sau đó ấn like, subscribe cho mình nha. Và bình luận tên bé pet xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì đường vàng các bạn ơi. Trò từ hố bây giờ luôn đó mà nó vẫn chưa ra cái bộ đồ nào mới cơ. Buồn ghê luôn á. Thôi thì hôm nay mình đi đào rương cho rồi các bạn ơi. Đồ đợt này là cũng hay ho lắm ấy nha. Công nhận là đợt này game ra mấy đồ độc lạ cực kỳ các bạn ạ. Để xem là cái rương đầu tiên của mình thì sẽ được cái gì nha. Trời ơi, mở rương nha các bạn ơi. Tiền sao, kim cương và món cái gì đây? Mấy cái khung hả? Cái khung chi nã các bạn ạ. Ôi chịu rồi, lần đầu tiên lên luôn cái này các bạn ơi. 100.000 đô. Có thể nhận tiền thưởng ngay khi bắt được à? Ghê, trời, dạo này game ra mấy bộ đồ ảo thật đấy chứ. Nhưng mà hay nha. Lươn lẹo. Ôi trời ơi, sao nó dậy rồi? Nó trùng rồi trời.
ai mà biết được. Cô bảo là ra lưng mà. Này thứ năm rồi làm gì có chuyện về chồng nữa. Ba cái. À tự tin đi, không có chồng nha. Ai nói chồng người tôi giận nha. 500 tiền. Ôi 300. Rồi 2 kim cương. Cảm ơn chư tăng Phật vị phù hộ cho con không có chồng nha, để con đi ngủ nha. Ra đi. Phun rồi. Được đi ngủ rồi. Để tôi ra tôi thử cho các bạn coi nha. Trời ông cũng nội ơi, thôi chịu ơi. Cục này là mình nhận đồ là mình bất lực luôn đó các bạn ạ. Không hiểu sao mà game cho ra được cái bộ đồ này luôn, nhìn nó quái thật chứ. Thôi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ thôi đi trời các bạn ơi. Khi nào mình có bộ đồ mới thì mình làm clip tiếp nha. Ui, sau một tuần chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đến rồi các bạn ạ. Thời cơ đến rồi các bạn ơi. Nếu như các bạn để ý từ hôm đến giờ game cho ra rất là nhiều món đồ dạng như mình phải gọi là cho không luôn á, tại vì nó rất là rẻ luôn, kể cả cái bé gấu trúc nữa nè, bu te quá trời luôn mà bán có mỗi 30 kim cương à. Thì hôm nay lại có một cái mới nữa nha. Ấy các bạn vào phần cửa hàng đấy nè, không phải mấy gói trên này đâu, mấy gói này bán bằng tiền nữa các bạn ạ. Các bạn lướt xuống cho mình nha. Đến cái phần là giá tốt mỗi ngày nè. Ôi, ở đây có hai món đồ mà chắc chắn các bạn phải mua nha. Đầu tiên là cái gói này nha các bạn. Bình thường nó bán 20 kim cương mà hôm nay nó bán có mỗi 1.700 thì sao à. Này chính là gói thức ăn cho pet các bạn ơi, là mình sẽ được 50 điểm ấy nha. Lời cực kỳ luôn đó. Rồi mình sẽ đổi luôn nha các bạn. Đấy, ok. Và bên cạnh các bạn thấy một cái gì thì không? Nó là một bộ đồ nha. Nó chính xác cái bộ đồ này không phải là một bộ đồ bình thường các bạn ạ. Các bạn có đi lượn hết cái cửa hàng thời trang thì cũng không bao giờ thấy cái bộ đồ đấy đâu các bạn ơi. Tại vì bộ đồ này bán bằng tiền mà giờ lại bán được kim cương các bạn ạ. Mình thật sự là không hiểu đợt này game nghĩ gì luôn á. Đồ thì đồ VIP chứ có phải là đồ bình thường đâu. Mà ai đi suối game bắt vì kim cương ta. Trời ơi, game dạo này 10 điểm luôn. 10 điểm. Thật ra mà nguyên một bộ gốc của nó thì sẽ gồm 4 món đồ nha các bạn. Và tên của bộ này là bộ đặc vụ nha. Đây là bộ đặc vụ đầy đầu các bạn ạ. Giá của nó sẽ dao động vào khoảng 120. Cơ mà có một bộ đồ là đồ tím thôi, mà bây giờ lại bán một kim cương nè. Rồi, sẵn đây thì mình sẽ mua xem sao nha. Cái này là ngày đầu cũng như ngày cuối á, có khả năng cao là nó sẽ không bao giờ bán lại cái kiểu trường hợp này đâu, hoặc là rất lâu luôn. Tại vì cái bộ đồ này mình nhớ là khoảng 2 năm trước rồi nha các bạn, là từ khoảng năm 2022 rồi á. Nói chung là hiếm có khó tìm đấy nha. Ok, 130 kim cương của tôi, quá xứng đáng luôn nha các bạn. Mua luôn. Ấy, đầu tiên nha các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, đầu dữ ta. Bây giờ mình sẽ mặc thử nha. Đây bộ đồ đấy các bạn ơi. Trời ngầu dữ trời. Uầy, nguyên bộ đồ đen siêu ngầu luôn các bạn ạ. Bộ đồ đời đầu nên là mình thấy có vẻ là thiết kế nó cũng khá là đơn giản nha. Form so với những cái bộ đồ gần đây thì đương nhiên là sẽ không bằng được các bạn ạ. Nhưng mà đợt này mà bán với giá này thì quá là ngon luôn rồi. Mặc bộ này lên không biết là giống đặc vụ hay là giống tổng tài nữa ta. Để mình chọn cái dáng lớn xem sao nha. Cái dáng này thì có vẻ đẹp hơn này các bạn. Mình nghĩ là đi giày đen thì nó sẽ hợp hơn á. Nhưng mà mình thấy đi cái giày này để cho nó cu te các bạn ạ. Nói chung là cũng ok nha. Ê, mà mình mặc như này thì thấy hợp với cả bé gấu luôn nè. Ấy chứ, siêu hợp luôn. Ấy, đặc vụ mà dẫn gấu đi chơi. Hình như bố bé con á. Ôi mà bố này mặt hơi kỳ nghe. Thì nói dở đến cái vụ mà ngày mai cập nhật các bạn ạ. Mấy hôm nay thì mình cũng có live stream mà kiểu mình live ít á. Được có mỗi chủ nhật không à. Mà tính ra mấy hôm live thì trong nhà mình rất là lộn xộn luôn các bạn ơi. Tại vì trong này mình không có cái quy định cái chỗ nào để cho các bạn đứng như thế nào nè, rồi đứng chỗ nào các thứ. Mà cái bạn kêu ký quá trời luôn, là mình xử lý không kịp các bạn ạ. Nên là hôm nay mình quyết định rồi, chắc là mình sẽ dọn hết, sau đó mình sẽ đặt một dàn ghế thật nhiều ra đây nha. Có gì nếu như các bạn vào nhà mình thì mình sẽ có chỗ để cho các bạn ngồi nè. Sau đó là mình sẽ đi từng người mình ký cho nó dễ các bạn ạ. Chứ bây giờ nhà thì để không, mà xây thì hỏng xây. Mà để vào các bạn đứng các bạn đi xung quanh nhiều quá, nhìn nó kỳ lắm luôn á. Đầu tiên là đi sửa cái nhà đấy nha các bạn. Rồi mình sẽ cho cái máy đếm khách ra đường này nha. Mình sẽ đặt trước ở chỗ này nhá. Rồi bây giờ tiến hành thu dọn này. Ok, vậy là sạch bong rồi. Rồi mình sẽ phải đi lựa ghế cho các bạn. Tại vì tình hình kinh tế cũng khá là eo hẹp luôn. Để mình xem thử là có cái ghế nào mình có sẵn mình nhiều không ta. Cái này 4 cái nè. Cái này 5 cái nè. Rồi 4 cái nè. Trời ơi, ôi sao mà nó lẻ dữ vậy trời. Tính ra là mình có rất là nhiều ghế luôn. Nhưng mà kiểu nó có cứ ít một đó. Đâm ra mà để như thế này thì nó không được đẹp cho lắm. Nên mình quyết định rồi, bây giờ mình sẽ vào cửa hàng nội thất nha. Mình sẽ chọn cái ghế này. Đấy là cái ghế công viên hai người nè các bạn ơi. Ghế này thì nó đơn giản các
các bạn ạ. Với cả là giá thành nó cũng rẻ rẻ một xíu. Thì mình sẽ lấy cái ghế này để làm cái dàn ghế chính nha. Còn những cái dàn ghế phụ thì mình sẽ sử dụng những cái ghế mình có sẵn rồi. Cái này thì vừa thẩm mỹ này, lại vừa rẻ nữa. Quá là ok luôn. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây luôn nha. Sau sự kiện dâu thì mình mở được quá trời khối luôn nè. Thì mình sẽ tận dụng những cái khối này để mình làm mấy cái bậc thềm nha. Dự định là mình sẽ xây khoảng tầm 3 tầng. Nên bây giờ mình sẽ trồng 2 cái nha. Là sao vậy mọi người? Hay như này thì có vẻ là hơi chưa đúng dự tính lắm các bạn ơi. Nếu mà đặt như này là mình mới được khoảng 30 chỗ thôi, mà nhà mình mắc là 60 chỗ lận. Không được không được. Mình phải xây thêm nha. 2000 years later. Rồi vậy là sau khoảng 30 phút đau đầu phết các bạn ạ. Thì mình cũng tính toán ra xong được cái số ghế ở chỗ này rồi. Ngoài số ghế mình mua ra thì còn một vài cái loại ghế ở đây nè, là mấy cái ghế có sẵn các bạn ơi. Hiện tại thì đang thừa 2 cái ghế mà mình không biết là bỏ cái nào đây. Hay là mình sẽ bỏ cái này nha các bạn. Bên này một cái này mình sẽ bỏ đi nha các bạn. Tại vì chỗ này vừa mất 2 cái ghế các bạn ơi. Rồi, bỏ ra thì có vẻ đẹp hơn đó. Ok, vậy là bây giờ có chỗ cho các bạn ngồi rồi nha. Đó, đều chưa. Còn cái máy nữa mình sẽ bỏ vào cái góc đây nha. Đấy, ok liền. Trời đất ơi, vậy là mình tốn 40 cả tiền luôn các bạn ơi. Ây da, quả này sắm cái này cho các bạn là cũng tốn phết đi chứ. Nhưng mà thì không sao, cái này thì mình cài lại được. Chốt luôn nè, hoàn tất chỉnh sửa luôn. Wow, ok. Vậy là bây giờ mình có thêm một cái góc mới ở trong ngôi nhà rồi nè. Tha hồ cho các bạn ngồi luôn nha. Các bạn có ưng kiểu mình để ghế như thế này không? Nếu như có vấn đề gì thì nhớ bình luận xuống bên dưới nha. Để lần sau mình đổi theo ý các bạn nè. À, ngoài ra thì mình đang còn ở đây những bếp bếp chỗ này thì mình để nó thấy hơi chơi vơi các bạn ơi. Bình thường trả kèo mini game mà đứng chỗ này nhìn nó hơi đối các bạn ạ. Nên là đợt này mình đang muốn kiếm cái thiết kế là nó đơn giản một xíu để làm thêm một cái khu pet nữa tương tự khu này nè. Thì bạn nào có ý kiến nào hay là có cái mẫu nhà nào chẳng hạn, cũng nhớ bình luận xuống bên dưới nha. Thì mình sẽ qua đó mình tham khảo xem sao. Nếu ok thì trong clip khác thì mình sẽ xây cho các bạn coi nhá. Còn bây giờ thì mình đi cày tiền tiếp đây. Chứ hôm nay là tốn quá trời rồi đó. Bye bye các bạn. Nhớ like subscribe cho mình nhá.